Còn ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ đến với những câu hỏi trong chương trình ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên đến từ khán giả Nguyễn Thông Thành, có số điện thoại 0973 3 số cuối 708 ở Thanh Hóa. Khán giả có hỏi một ao 1 hecta đang nuôi cá nhưng muốn nuôi thêm lươn ở trên cạn. Tôi cần gửi 2 mẫu nước, nước giếng khoan và nước trong ao đến đâu để xem chất lượng có thích hợp nuôi lươn hay không, và mực nước nuôi lươn là bao nhiêu? Xin được hỏi chuyên gia Bùi Quang Tề ạ. Vâng, xin chào khán giả, xin chào bà con. Đối với kiểm tra chất lượng thì nó có hai cơ quan có thể làm được. Đến Sở Tài nguyên Môi trường. Cái tài nguyên thì nó là đất cát, cho như môi trường là họ sẽ có cái trung tâm để phân tích các cái mẫu nước. Đấy, đấy là cái thứ nhất. Hai là anh ấy đến là gặp chi cục thủy sản của Sở Nông nghiệp. Người ta cũng phải đo được. Đấy, người ta nhờ người ta đo. Thế còn anh nuôi lươn, ông hỏi nuôi lươn bao nhiêu, nước sâu bao nhiêu thì nó có cả một quy trình nuôi lươn. Anh hỏi câu này thì trả lời cũng được, nó chỉ cần lươn thì nó không cần nhiều nước, 10 đến 20 phân nước thôi, không có nhiều, thế thôi. Thế còn anh hỏi thế thì tôi trả lời ngay, nhưng mà không có gì. Còn muốn hỏi để nuôi lươn thì không phải là dễ, nó cả vấn đề mà tôi đã đưa ra 4 cái quy định phải làm, và tốt nhất anh đến gặp trực tiếp tôi sẽ hướng dẫn cho cách nuôi. Đó. Thì tôi đang ở nghỉ hưu ở Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1, thế là dễ, không phải là từ Thanh Hóa ra đây là gần, chứ không anh bay vào trong Viện 2 cũng được, bay vào trong Cần Thơ cũng được. Đấy, Vâng. anh thì nghe nhé, chúc khán giả suy nghĩ đấy, tức là đến Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Chi cục Thủy sản người ta sẽ phân tích được. Vâng, thì nếu trong trường hợp mà khán giả gửi mẫu nước lên kênh VTC16 và để nhờ các chuyên Thì gia đến đâu phân tích được tôi không phân tích ạ? cho, thì lại ngon Dạ lành, vâng. thì đấy là việc không đi thẳng ra đây, nhân thể ra hỏi hỏi luôn, đem sách nước ra đây. Như khi đóng nước là đóng đầy một cái chai nước Navi ở đây nhé, đừng để sóc nước, nó sẽ đầy một cái đầy chai nước Navi, nước giếng khoan và một chai nước áo, sách ở đây thì tôi sẽ giúp cho. Dạ vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Bùi Quang Tề ạ.